Một năm 365 ngày, trừ dịp lễ Tết, hay đi thi đấu, hay giao lưu, còn lại dù nắng mưa, vợ chồng cơ thủ Nguyễn Hoàng Tất và Cao Mộng Cầm vẫn đều đặn chở nhau đến câu lạc bộ Bia này tập luyện. Con đường nhỏ nằm trong khu phố của phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương cũng trở nên quen thuộc với lịch trình đi về của họ. Chín giờ sáng có mặt ở câu lạc bộ, 22 giờ đêm mới trở về. Tập xuyên suốt như vậy, hầu như ăn uống cũng đều ở câu lạc bộ. Sáng nếu mà dậy sớm thì hai chồng em đi sớm, đi dậy sớm. Còn nếu mà trễ thì tầm 9, 10 giờ hai chồng em đi tới tầm 10 giờ 11 giờ đêm vậy. Giờ trưa ăn cơm sao? Ăn cơm thì hai chồng em ăn cơm bên ngoài. Sáng trưa chiều tối ăn bên ngoài. Nguyễn Hoàng Tất không phải là cái tên xa lạ với giới bia Carambabang Việt Nam. Hiện anh đang khoác áo đội tuyển bia Bình Dương. Thành tích tiêu biểu của cơ thủ sinh năm 1988 này có thể kể đến như vô địch giải câu lạc bộ thành phố Thuận An năm 2019, hạng 3 giải vô địch tỉnh Bình Dương năm 2020, vô địch giải A1 tỉnh Bình Dương năm 2021, vô địch giải thành phố Biên Hòa mở rộng sau khi thắng tay cơ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến ở trận chung kết. Vào top 16 giải vô địch quốc gia 5 năm liên tiếp và hiện xếp hạng 266 thế giới. Tuy nhiên, không con đường nào dẫn đến thành công mà cũng trải đầy hoa hồng. Năm lúc mà mình tầm khoảng 10 tuổi, 10 tuổi tới 15 tuổi là mình thi đấu bóng bàn cho huyện Thuận An ngày trước, còn là bây giờ là thành phố Thuận An. Là mình thi hội khỏe phụ đổng, là mình may mắn đạt 5 năm liền vô địch tỉnh Bình Dương, hội khỏe phụ đổng. Rồi mình được gọi vào đội tuyển trẻ năng khiếu của Bình Dương vì là mình còn phải đi học và cũng phải là đi làm. Và cái bóng bàn tới thời điểm đó mình không chơi nữa là nó cũng vì cuộc sống. Cũng vì cuộc sống, vì kinh tế. Vì cái thời điểm đó mình chơi môn gia liếp cũng có thành tích, cũng ở thành phố của mình về hạng 3 ví dụ vậy. Rồi sau đó là anh thấy nhiều anh em, những người đi trước, những người đã có thành tích quốc gia ở Bình Dương mình. Mình thấy họ chơi bộ môn này thú vị quá, nó đẹp quá, nó rất là nghệ thuật nữa. Nên từ hôm đó mình quyết định một điều là mình sẽ tập cái môn này. Mình mất khoảng thời gian từ cũng 5 đến 6 năm đến để mà tập luyện đó. Vì cuộc sống và kinh tế nên mình quyết định là mình ngưng bộ môn này 4 năm, là mình không đi thi nữa. Đôi khi mình vẫn có ghé để mà mình chơi một tí hoặc là uống cà phê một tí rồi mình đi làm được công việc của mình. Thời điểm đó có thể thời điểm mình buồn nhất là thời điểm là kinh tế. Lúc đó Covid, mọi thứ công việc nó đều không thuận lợi. Làm việc gì nó cũng khó hết. Và mình cái tình yêu bia của mình lúc đó cái mình quay trở lại một thời gian là đó là vào tháng 11 năm 2018 là mình quyết định là cầm cơ chơi trở lại. Và mình chơi cũng chỉ trong cái đầu mình cứ nghĩ là chơi vui thôi, nhưng mà mình sẽ dành cho là 3 năm đến 5 năm. Nếu mà không thành công thì mình sẽ làm việc khác. Không phải là thành công, nhưng mà nếu không có thành tích hoặc là không có thành tựu trong 3 đến 5 năm đó, là mình sẽ ngưng nó. Một năm trở lại chơi và thi đấu đó, thất bại thôi. Tất cả chỉ là thất bại. Đi thi là rớt từ đầu, rớt rất là nhiều lần. Nhưng mà ý chí của mình không gục ngã. Thua mình sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Thua mình sẽ học hỏi được kinh nghiệm. Và khi mình thua mình biết cái cách thất bại như thế nào để cho mình trưởng thành hơn trong những lần thất bại đó. Mình cố gắng và nỗ lực hết mình trong cái bộ môn này. Thì bây giờ hiện tại nó là công việc, nó là cái niềm đam mê và cái mơ ước của mình từ nhỏ. Nhưng mà nghề nghiệp thì chọn mình. Đến bây giờ mình cũng không thể nào nghĩ là mình sẽ trở thành một cơ thủ chuyên nghiệp. Mối duyên của Nguyễn Hoàng Tất và vợ cũng bắt nguồn từ tình yêu chung dành cho bia Carambabang.
Nguyễn Hoàng Tất khoác áo tuyển bida Bình Dương, còn vợ anh, cầu thủ Cao Mộng Cầm, lại thi đấu tăng cường cho tuyển bida nữ thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng cùng nghề nên dễ cảm thông cho những chuyến tập luyện thi đấu xa nhà kéo dài. Hơn nữa, lại có thể cùng đồng hành, cổ vũ cho nhau trong mỗi giải đấu. Chồng em chỉ dạy em rất là nhiều. Lại em cũng học hỏi mấy anh, mấy chú của mình. Nói chung là em là người rất là bướng. Nói lại chồng em chỉ thì em cũng cãi, nhưng mà cãi vẫn nghe. Cùng đi với nhau từ sáng tới tối. Cuộc sống như vậy là mình thấy là vui. Một người mà mình đi dù cho khó khăn hay trăn trở đâu cũng cùng nhau hết. Từ sáng tới tối. Nó là niềm vui. Bởi là chồng em thi đấu thì về nhà nếu mà thắng á thì em rất là vui mừng. Nhưng mà thua á lúc em cũng có cằn nhằn chồng em. Cái đó là lúc trước thôi, nhưng mà sau này á, về sau á em cũng có đi thi đấu. Sau này em hiểu cái cảm giác của chồng. Phụ nữ phía sau là những người hùng thầm lặng theo như mình nghĩ. Trong giới pizza mọi người nói là ông Hứa Hậu Nam ca sĩ đi thi pizza, đó là những anh em quý mến mình thường gọi. Anh Nam là ca sĩ đó, không phải cơ thủ đâu. Nếu mà để mà đánh tốt nhất á thì là em đánh ba băng con mới tốt, chứ a băng đó là Reddit cô rồng của Bỉ, một người chơi pizza, một cái lối đánh của một người thiên tài, nhanh gọn lẹ dứt khoát. Đó là một người mà theo mình nghĩ là một người đó là cho mình cái động lực lớn để chơi với cái niềm đam mê mình. Và cái mà khi mình bước vô cái bộ môn pizza ba băng này, ngày trước là mình một người rất là thích biểu diễn pizza, không phải là một người chơi chuyên nghiệp là đấu trí đấu pháp. Mình là người thích nghệ thuật, thích những đường bi đẹp, nhưng đánh thua riết là sau này bớt biểu diễn lại rồi. Ở mình đến bộ môn này, nếu mà mình từ bỏ chính là mình thất bại. Bất kể công việc nào mình phải sống với đam mê của mình, hết mình với đam mê mình. Dù cho thất bại mình cũng sẽ không bao giờ nuối tiếc cái tuổi trẻ mình đã đi qua. Tại vì là cái sự nghiệp của chồng em đang là trong giai đoạn phát triển thì cho nên là em đỡ cho chồng em tập luyện với cọ sát nhiều hơn. Và chuyện sau này đó mình cũng không. Để khoảng 1-2 năm nữa thì chắc là việc nhà em sẽ lo. Còn chồng em đam mê của mình. Mục tiêu sắp tới là của hai bên chồng mình là sẽ mong muốn là mình đạt được những thành tích tốt nhất trong các giải đấu.